Xin chào quý cô bác. Hiện tại thì anh em chúng cháu sau chuyến hành trình từ Lào Cai về Hà Giang, nay đã đến km 20 thị trấn Vị Xuyên, thì xe thì khá là bẩn các bạn. Đang đến chỗ rửa xe ô tô, chỗ thức auto. Địa chỉ là km 20 Vị Xuyên. Xe này các bác nhìn này, họ rất là bẩn nhé. Ở đây thì là cho xe vào đây là rửa luôn, spa luôn. Các bác có thể thấy là xe đi Lào Cai về đây, họ rất là bẩn. Anh sự taxi dù vẫn còn trong xe đây. Ở đây là cho vào đây là spa hết luôn. Ở đây là có dịch vụ chăm sóc xe hơi này, rửa xe, hút bụi, dưỡng lốp, vệ sinh khe kẽ, rửa chi tiết, rửa xe, hút bụi rất là nhiều, dọn vệ sinh, bảo dưỡng nội thất, phủ ceramic, tẩy ố kính này, đánh bon kính lái lưng, đánh bóng sườn, vệ sinh logo găng tay, rất nhiều dịch vụ nha các bác nhé. Rất nhiều xe đang đứng chờ để rửa. Đây là rửa xe không cần chạm, rửa không phải chạm, xịt vệ sinh dung dịch cái là ủ lúc này. Xe vừa phủ một lớp dung dịch lên trước các bạn để cho nó om hết bùn đất ra, rất là bẩn. Vào đây là tiệm này là nhìn thấy xe bẩn quá này, sắp không muốn nhận. Qua là người quen thì của cháu kế này là nhận các bạn. Ở đây rửa xe cầu lông, xe rửa sạch hết các gầm. Đăng ký vào từ 7. Không biết được ạ. Nó chả rõ về bây giờ giá bao nhiêu.
đến đây là được rửa hai lần đấy nhỉ? Đó là lần nước này đúng không? Hai lần. Rửa bọt hai rồi. Bột thì chưa, bọt rồi. Bột thì không rửa, rửa bọt thôi. Nhà ít người thì đi nhà này thôi, tiện. Họ có cũng phải nhà đi 5 người là ok. Nhà em mua về gần như con này là mua được anh đấy và 3 tiền con này. Xe thì là 580 triệu. Năm bánh xong là 630. Xem tốt à? Số nét à? Không phải sao tốt à? Xem tốt như thế nhưng mà cái vỏ nó mỏng lắm. Rồi, xem tốt mỏng lắm. Xe tốt lấy tay ấn còn vào mà. Vào nó như kiểu xe cái mâm của mình ấy, mâm cơm ấy. Tôn tôn lá. Tôn đi, ấn vào thì mệt quá. Xe này hôm qua mình đi xem cho. Làm gì? Hôm qua mình xem form mà. À to Toyota mà, xem có thể đâu. Toyota này là Kia mà. Ờ con này được đấy nhỉ. Vỏ chắc. 661 triệu. Rẻ hơn là đợt này thuế nó được trợ giá thuế này. Xe điện nó ra nhiều. Em nói thật anh, em chỉ đi xe xăng, xe còn xe điện em đi lên núi về nó hết xăng, không có đẩy kiểu gì. Đi xăng ngoài xe. Nó là chắc. Các bạn ở dưới này em đi xe điện được. Em cứ chơi xăng một đi rồi. Đi núi thì cứ phải xăng hết xăng còn mua lẻ được. Còn mua lẻ được. Mấy xăng ở ngoài đường kia cũng đẩy được thôi. Tôi hết điện nhiều khóc.
Nếu mà hết điện như hôm con phát cái nó lên cứ cả 8 tiếng được 3 bạch. Cái kia hôm nay trước thì bao giờ cái đường đi đó mà không phát điện thì nó lại. Ông nên ra đứng cây cây để chụp cạc chỉ thiếu thôi. 40 phút là thoải mái đi rồi. 3 bạch nó thoải mái đi rồi. 8 tiếng đủ được 8 tiếng với 3 bạch tổng của nó xong rồi. Sang ở nhà mình nhé. Xe điện là phải dành cho người có thời gian. Không sạc kịp. Không sạc kịp anh ạ, năng lượng không sạc kịp được. Không, nó do anh ạ, do anh lắp cái đèn của nó là cái tích pin của mình nó cái loại pin của mình pin ngon đấy. Còn cái tấm pin trên thì không quan trọng. Quan trọng là cái tích pin ở trong cái đèn kìa. Nó tích được lâu không thôi. Trời, ông u hồ đó sáng nó bờ bờ. Thế là cái đèn rẻ tiền thôi. Mua đèn đắt thế nào, khoảng tầm 1,5 triệu loại 200W kia thế nào. Mùa đông vẫn sáng bình thường, mùa đông sáng khoảng 4 tiếng. Mùa hè thì sáng cả đêm luôn. Còn điện năng lượng đấy mà để nhà dùng để tivi với quạt kiếp thì lắp bộ với để nấu cơm thì khoảng 20, hơn 20 tí là dùng. Ngon. Nổ máy nghe tiếng êm anh ạ. Làm gì có tiếng. Có đi có tiếng lốp đấy chứ. Đó là motor mà. Nói đi. Như quay đúng không? Em nói gì đi. Không. Chiếc xe này đã được phủ bọt tuyết. Nói lại bảo là mình có biết gì đâu mà nói. Nhưng mùa đông. Lại bảo có biết gì về đâu mà nói. Mùa hè này xe được phủ tuyết mùa đông. Đấy. Nhiều lúc là không nói thì chửi. Nói thì chửi. Không nói thì cũng bị chửi mà nói cũng bị chửi. Đấy. Các bác xem chiến má em nó đồng hành cùng mấy anh em đi khu vực mạn bên Lào Cai về, bây giờ tắm cho em cho sạch sẽ một chút. Hôm nay là buổi chiều mà em nó là được nghỉ lâu nhất đây. Còn mọi lần là cứ ăn cơm xong chắc là được 20 phút là em nó lại tiếp tục hành trình lên đường. Cũng nghĩ tổn thân cho em nó. Chứ em mà nó biết kêu là cũng khóc đấy, khóc thướt mướt. Không đoạn là khóc rồi đấy. Đấy. Không đỏ lừ lên đấy. Tôi mong sao em đồng hành cùng mấy anh em đi giúp bà con trên bản nhiều mọi nơi, mọi miền của Tổ quốc. Chiếc chiến má này cũng trường kỳ đây. Đi từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Hôm nay là tắm rửa cho em cho nó có khí thế đẹp đẽ một chút nhé. Mấy đi vào khu vực là anh em vẫn chưa đến được Hà Giang. Khu vực này là còn cách Hà Giang tầm 20 cây nữa.
rửa xong rồi đi ra ngoài đường nó lại bụi tiếp. Thế thì không rửa nữa. Thôi rửa để cho em nó ấy một tí, nó đẹp ấy lại. Ngoài đường phố em đi trên con đường phố đây. Các bác biển số xe nhá, 23-15067. Đằng sau là YouTube Nguyễn Tất Thắng. Đấy. Đây là các anh em đang rửa đây. Em này là ngồi chơi hơn như... Đấy. Có mấy ấy này vừa ra là đã ra sửa rồi. Còn em này là phải hơi lâu lâu một chút. Mai đi đám dầu. Trên má của em cần gì phải rửa? Mai đi đám dầu ấy. Mai đám dầu làm gì? Mai đám dầu mình đi xe đấy mà. Mình ngồi lên con chiến má của mình mà. Wow. Anh em ngồi trên xe mãi rồi. Bây giờ mới được tiếp đất tầm độ 30 phút. Bước xuống khỏi để tiếp đất, không khí nó thở một tí, dạo bộ cho đôi chân nó dẻo. Mà có chiếc máy xịt thôi. Các bác thông cảm, hôm qua hai anh em cũng có mặt ở hãng bán xe Toyota, nhưng hai anh em chỉ có đi ngắm, đi gọi là đi để hóng thôi, đi ngắm xe thôi. Còn thật sự là không có tiền mua. Điều kiện kinh tế nó không có gì cả. Đấy. Các bác cứ vào bình luận cho hai anh em để động lực để làm, ủng hộ hai anh em để có một chiếc mà mạng. Trên má này. Sao? Bật công tắc cái này. Bật công tắc à? Vâng. Khỏe lắm. Cái này à? Cái này là phải có sức khỏe. Cái này hả? Vâng. Ờ. Bật. Máy này đói cơm mà không cầm được. Em kế Calamen các bác ơi, có con xe máy đẹp chưa? Khủng luôn. Cái Calamen này nhà có điều kiện, cái suốt ngày ôm nghèo kể khổ ôm mệt lắm. Có điều kiện có con xe chiến mã, xe máy, con xe hai bánh. Con xe này cũng mắc tiền rất đấy. Thật sự là các bác review khung cảnh nhà của chú như thế nào vẫn y vậy, không có gì thay đổi. Đôi lúc là cũng hơi mệt mỏi một chút. Thôi, cố gắng thôi. Số nó cho đến đâu rồi dùng mình hưởng đến đấy. Không có tranh đua. Tuổi giờ hết tranh đua với thời cuộc rồi. Có sao dùng vậy. À. Đẹp rồi, đẹp như hoa hậu rồi. Tắm cho em nó được sạch sẽ rồi. Đấy, một em Kia mới đét này các bác này. Chưa biển nhá. Hai tấn rưỡi á? Lân tải à hay là nó nguyên bản? Nguyên bản đấy. Cái con này bò khỏe lắm.
Con này em mua xong cả đi ra đường là bao tiền? Lên kênh nó 5 lít à? Thế lửa cái thùng này nó đắt hơn một tí. Thùng này đắt hơn là thùng 3 lửa. Đây nó là thùng 5 lửa. Mình đóng. Mình đặt đóng. Cam hành trình à? Sau một thời gian vật lộn với em nó thì bây giờ đã đẹp lại rồi các bác nhé. Xe sạch rồi. Mai lại tiếp tục đi làm nhà cho ông Ngài đám dầu. Mai lại lên đám dầu. Đám dầu về lại bẩn. Lại rửa. Rồi anh em mà chuyển xe xong rồi các bác nhá, anh em mà cũng kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của anh em tem Nguyễn Tất Thắng trên những cung đường và những cuộc hành trình không có điểm dừng.